Xin chào tất cả các bác ạ. Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Cu Bờm TV Điện Máy Trang Huệ. Thì ngày hôm nay em là về được rất là nhiều các mã mặt hàng. Hàng của Huka anh em ơi, phải nói là chất lượng khỏe, ngon mà giá thành thì khá là hợp lý luôn anh em nha. Rất là nhiều con máy, nói chung là phù hợp vào tùy cái nhu cầu sử dụng của anh em nhà mình luôn. Từ những con máy khoan, rồi là khoan điện, đổ pin, máy mài các kiểu cho anh em đi chinh chiến công trình này. Rất là nhiều mã. Thế anh em cùng em đi xem một số mã hàng anh em nha. Đầu tiên anh em lên cho em cái con máy này, phải nói là siêu chạy hàng của Huka. Dòng này thì dùng cho anh các bác mà làm thạch cao này, làm thạch cao, làm nhôm kính hoặc anh em dùng gia đình. Mỗi một con máy phải nói là nhỏ gọn, chất lượng mà dòng motor từ không than. Thì chuyển luôn mã này cho em các bác nha. Rồi, đèn led soi sáng đầy đủ các bác nhá. Gạt đảo chiều co điều tốc. Con này thì đầu kẹp 10 ly đầu lốc này, 2-13 cấp trượt luôn. Anh em nào dùng mua máy nha, em biết con này phải nói là mua thêm rồi là mua hộ người nhà, mua hộ khách, mua hộ bạn, quá trời luôn. Nhỏ gọn thế này mà động cơ không chổi than, motor từ không than luôn nha. Còn XC5, mã này em bán cực kỳ nhiều luôn rồi. Dòng của Huka phải nói là chạy nhất nhì của Huka luôn. XC5 lên hàng đời đầu luôn các bác nha. Con này thì mã này là công ty duy trì từ ngày đầu, từ ngày đầu luôn. Rồi, giá thì quá là bèo bọt luôn. Bộ không than, một máy, hai quả pin thế này. Hộp đựng này còn có cả bộ phụ kiện 21 món thế này. Mà giá có 750 ngàn. 750 ngàn là bên em bao phí vận chuyển luôn. Anh em nhận hàng đều được kiểm tra hàng cho em trước khi thanh toán này. Và rồi tiếp lên cho em một cái mã gọi là làm nên tên tuổi của dòng Huka luôn. Huka X1 mà hiện tại thì công ty cải tiến luôn. X1 IMP, vỏ ABS chống va đập cho anh em nha. Con này này, anh em có thể nhìn cận cảnh giúp em nhá. Có bi giữ mũi, bu lông đầu rỗng, vừa xiết ốc vừa bán vít bán tôn luôn. Bi giữ mũi thì cực kỳ chắc chắn. Vỏ ABS thì chống va đập rồi. Đặc biệt luôn là con này có quả pin 15 cell. Anh em có thể tận dụng với quả pin này, anh em lắp máy mài, máy cắt ok cho em. Pin hiện đều có đèn báo pin luôn nha. Dòng này là bán chạy nhất của Huka. Không những tại đơn vị của hàng nhà em đâu, mà tất cả các đơn vị của hàng trên toàn quốc với dòng của Huka thì mã này đều là mã chạy nhất luôn. Đây, cho anh em xem luôn này. Con này thì nó tốc chậm này. Con này hiện tại đang nâng cấp, đã nâng cấp lên được là 3 tốc này. Tốc 1 cho em nha. Ok, tốc thứ 2 này. Anh em ấn nút nguồn cho em. Và tốc thứ 3. Bình thường nó chỉ có 2 tốc độ thôi, nhưng hiện tại công ty nâng cấp lên 3 tốc độ, còn có cả đầu bi giữ mũi luôn. Ngon, chất lượng, anh em nào mà muốn dùng con máy lực vừa phải khoảng tầm 350 N, vừa xiết ốc, vừa vít, vừa tôn được luôn, thì chuyển luôn mã này. Hiện tại đang có chương trình cho anh em, hàng mới về nha. Con này thực ra là về còn đúng là 3-4 thùng nữa là hết sạch kho luôn. Mã này chạy dã man tầm này, 1.500.000, bao phí vận chuyển toàn quốc cho anh em. Nhận hàng các bác cứ kiểm tra hàng thoải mái cho em trước khi thanh toán nhá. Dòng này em bán rất là nhiều rồi, tự tin khẳng định nó với anh em luôn. Hàng chất lượng ngon, giá thì quá là hợp lý luôn anh em ạ. Và một mã sản phẩm phải nói là được đánh giá khá là cao khi mới về. Ngày hôm nay mới về hàng. Đây, lên con này cho em. Ngày hôm nay mới về hàng. Phải nói là em là một trong những khách hàng rất là khó tính. Lên luôn cho em mà con này về phát ưng luôn. Riêng con này em dám khẳng định luôn, anh em nào khó tính cũng ưng luôn con này. Em là một trong những người rất là khó tính trong việc hàng hóa như này. Đây, con này về gọi là công ty đưa hàng về phát, cầm trên tay là phải nói là nhấc ngay anh em ạ. Ngon, khỏe, chất lượng mà giá thì khá là hợp lý luôn cho em. Nghe giúp em tiếng máy nha. Khỏe lắm luôn. Có thể nhìn giúp em này, có nút trừ, nút cộng để các bác có thể tùy điều chỉnh được cái tốc độ. Hiện tại đang là 3.500 vòng. Lên luôn cho em này, 5.500 vòng này, 6.500 vòng này, 8.300 vòng. Rồi, điều chỉnh được tốc độ của máy mài. Lại có cả màn hình hiển thị để mình có thể mình biết được nó là hiển thị đang tốc độ bao nhiêu rồi. Anh em nghe em tiếng máy như thế nào? Phải nói là quá là khỏe luôn. Con này máy khỏe, chất lượng,
pin này phải nói là rất là ngon. Dòng pin này anh em ơi, dòng xả cao, anh em cầm sờ giúp em chắc chắn luôn. Báo pin thì quá là chuẩn. Con này pin có thể bác dùng được máy chính hãng luôn này. Một máy 2 pin. Anh em nào đang tìm con máy hàng chất lượng để các bác đi làm công trình vô tư thoải mái thì chuyển luôn mã này cho em. Hiện tại mã này đang là mã máy mài cực kỳ là ngon trên thị trường. Đảm bảo là các bác nếu mà anh em sờ xem cầm con này trên tay ưng luôn giúp em. Đấy, máy chất lượng, pin lại còn ngon, tì đè các kiểu thoải mái vô tư luôn cho em. Anh em làm công trình ok chuyển luôn. Mà giá thì có 2.500.000 thôi. 2.500.000 bao phí vận chuyển toàn quốc cho anh em. Đầy đủ máy mài, đầy đủ dụng cụ chắn này, tay mở, tay cầm phụ luôn cho em. Và pin thì cực kỳ là ngon với dòng này. Pin cầm này, pin quả pin 4A luôn cho em nha. Cầm quả này cực kỳ chắc luôn. Có vỏ chống cháy luôn, pin 4A vỏ chống cháy cho anh em. Mà giá cả bộ một máy 2 pin màu sạc cả hộp đựng thế này có 2.500.000. Làm công trình vô tư thoải mái, máy khỏe, pin ngon luôn các bác ạ. Rồi là một mã này, cũng mới về luôn. Thực ra ngày hôm nay về rất là mưa này. Mưa nhưng mà lên tranh thủ cho anh em. Bởi vì mã về mà nó ngon, nó khỏe, nó rẻ mà nó lại còn chất lượng thế này, anh em chuyển nhanh vào luôn tầm này. Đầu năm chuẩn bị sẵn sàng máy móc để kiếm tiền thôi các bác ơi. Đây lên luôn cho em này. Một con máy khoan đục 14 ly của Hukan. Dòng này nó là hàng điện nha, cắm điện lưới 220. Nhìn hộ em cái dây nguồn này khá là lớn đúng không? Dây nguồn rất là lớn luôn. Công ty thì luôn luôn tặng cho anh em 3 mũi khoan bê tông này, 2 mũi đục cho em. Rồi, khoan đục 14 ly các bác, vừa khoan bê tông vừa đục luôn. Lại còn có cả một đôi chổi than như thế này. Con này thì nó là cái công tắc núm, công tắc ở phía trên cho em nhé. Công tắc gạt ở phía trên giúp em. Các bác có thể tùy điều chỉnh phía công tắc này. Máy mới về ngày hôm nay. Như hôm nay mới về 1-2 thùng thì phải. Giá sale cho anh em luôn nhá. Giá sale đầu năm. Với các bác biết đầu năm về rất là nhiều mã hàng nhưng mà hiện tại là chưa lên được con nào. Chưa lên được con nào mã máy mới này. Đây, đợt này lên mã máy mới. Đã lên máy mới thì lại lên giá sale. Giá sale cho em với con khoan đục của Hukan. Con này mã cho em này. Đây, mới về còn chẳng nhớ mã luôn. Công suất của nó là 1020W. Con này xem mã máy luôn cho em. Đây, mã máy là RH2060 anh em nhá. 1020W, vòng tua là 820 vòng 1 phút cho em. Vừa khoan vừa đục luôn cho em mà giá có 1.100.000 xe luôn nhá. Xe 1.100.000 bao phí vận chuyển cho các bác. Nhận hàng anh em kiểm tra hàng thoải mái cho em, 1.100.000 thôi nha. Rồi là các bác nào mà chuyên đi làm xe tải, chuyên đi xe tải hoặc đôi khi anh em đi làm trên đường mà đi xe tải này, đôi khi làm trên đường hoặc muốn mở xe gọi là công nông, máy nổ, máy cầy, mở xe máy tất cả các thể loại ốc thì chuyển con này cho em. Con này là em về phát test luôn video con gọi là test ốc xe tải của xe 9 chỗ này. Chuyển luôn. Con lực xiết 850 của Hukan, mã máy là 850 Hukan anh em nhá. Rồi, con này 850 Newton, mã là HKIWH850. 3 tốc độ nhanh chậm luôn. Phải nói là ngon, khỏe, chất lượng, vỏ ABS chống va đập rồi, Hukan logo dập nổi. Máy khỏe, pin ngon, hàng chất lượng, lực xiết thì quá là lớn, 850 Newton. Mở ốc các kiểu vô tư con đã điều luôn cho em. Vừa đẹp vừa ngon chất lượng mà giá chỉ có 3 triệu thôi nha. 3 triệu là một thân máy này, 2 quả pin 10 cell chân phổ thông, pin dòng xả cao nha. Một sạc, một hộp đựng siêu xịn sò cho anh em nhà mình luôn. Anh em nào đang có nhu cầu một con lực xiết lớn để mang đi làm, để mang đi mở ốc lớn, bền, ngon, khỏe thì anh em lấy mã này cho em. Phải nó ngon, khỏe, chất lượng luôn các bác ạ. Ngày hôm nay thì bên em về rất là nhiều mã hàng. Trời, thời tiết ngoài Bắc thì đang mưa quá trời luôn. Nhưng mà phải cố tranh thủ lên cho anh em. Bởi vì là các bác lên những con máy ngon, chất lượng và phù hợp với nhu cầu của bản thân mình thì chuyển luôn cho em. Anh em nào mà mài cắt nhiều, lấy luôn đồ pin cho em. Đồ pin thì luôn luôn tiện dụng và đa tính năng rồi. Mà giá có 2.500.000 này. Rồi là những con máy khoan bu lông đầu đặc chuyên sực ở giữa mà lực xiết lớn này. Rồi những con khoan đục 14 ly hoặc là những con khoan bu lông đầu rỗng. Rồi là những con máy nhỏ gọn để các bác dùng 4 cell bạn vít. Rất là nhiều mã máy sẽ phù hợp với tất cả các nhu cầu của anh em. Thì anh em đang có nhu cầu với mã sản phẩm nào
ví dụ như khoan mài đục các kiểu. Đấy thì các bác có thể là alo trực tiếp cho em. Tất cả các đầu số thì em đã để trên màn hình rồi, đó là 0929 826 628 hoặc 0982 826 628. Cửa hàng anh em ở tại Lý Nhân Hà Nam, thì anh em nào ở gần qua trực tiếp cửa hàng bên em xem hàng, thử hàng, test hàng và mua hàng anh em nha. Các bác quan tâm em thì có thể đăng ký kênh hoặc là ấn chuông thông báo để theo dõi video mới nhất nha. Xin chào tất cả anh em ạ.